Em xin chào toàn thể các bác đang theo dõi kênh Đào Tây Lạng Sơn nhá. Hôm nay là buổi sáng ngày mùng 6 tháng 10 âm lịch. Thì hôm nay em đang đi uốn cho những cái cây đào thất thốn ở cái vườn này. Đấy thì hôm nay quay lên để nói chuyện với các bác về cây đào thất thốn. Và cũng chia sẻ với các bác cái cách em uốn khung, uốn cốt cho những cái cây đào thất thốn mà bình thường vẫn giao lưu với mọi người đây. Đấy thì bán hết cây to rồi thì bây giờ lại quay ra uốn những cái cây nhỏ này. Đấy thì cái cây này đã vừa uốn xong được thành cái cốt nhà này các bác. Mùa này là mùa nghỉ của đào thất thốn rồi nên là uốn rất là dễ. Tay cành của nó rất là mềm này. Đấy, và em dùng cái dây nhôm, cái loại 3 ly rưỡi và 4 ly. Đấy, thì mình dùng cái băng dính, băng keo ở dây điện này này. Đấy, mình nẹp vào và mình cuốn vào như này. Thì cái băng keo này em thấy các anh ở trong miền Nam là uốn mai cũng hay dùng cái kiểu như này. Sau này mình đỡ phải đi tháo dây, mình chỉ cần rạch rạch cái này ra cái thì là nó bung ra thôi. Và cái băng keo điện này mà nước mưa mới lại nắng nhiều thì dần dần nó cũng sẽ tự tở ra. Đấy, thì đỡ một cái công đi tháo sắt thép. Còn trước kia là uốn thẳng những quấn vòng tròn những cái cây này theo những cái đường cây này thì nó lớn lên cây đào thất thốn mà nó lớn thì nó thít vào mà mình không đi tháo kịp thì là rất là xấu cho cái cây đào. Thì hiện nay là chuyển sang uốn cái kiểu này. Đấy. Cây này là cây dáng trực hoành đấy các bác. Ý tưởng là cây dáng trực hoành. Thế nhưng mà chưa xong đâu. Dần dần rồi 2-3 năm thì nó mới thành được cái cây đúng vào cái form dáng như cái ý muốn của mình. Còn bây giờ em quay lên cái vườn. Và cũng để quảng cáo với các bác. Nếu như các bác nào mà có nhu cầu mà chơi 10 cây trồng trên chậu để mình uốn những cái cây bonsai. Thì... em cái loại này em cũng sẽ đánh lên để giao lưu cùng các bác nhé. Đấy. Như năm kia những cái loại này em bán cho các bác là 350.000 một cây là bao ship. Đấy, thì hiện nay là toàn bán là 500.000 một cây là bao ship. Đấy, bánh bầu to như là cái mũ cối ấy. Rồi dâm ủ cho nó ra rễ rất là đẹp xong em mới bắt gửi cho các bác. Thế nhưng các bác nào mà lấy số lượng nhiều từ 10 cây, 20 cây trở lên ấy thì sẽ có cái giá rất là tốt để cho các bác vừa về để uốn thử và vừa để có cái giống đào thất thốn này nhá. Đây này, nếu như mà cây các bác mua lẻ 500.000 một cây thì sau này về các bác sẽ uốn được như này này. Đấy. Một cây dáng thác đổ. Bây giờ hiện tại nó ở đất thì là em vẫn cứ thể vẫn uốn ngang như này để cho nó phát triển bình thường. Sau này cho lên chậu thì mình sẽ đặt hơi nghiêng một chút xuống thì nó sẽ thành một cây dáng thác đổ. Đấy. Cây cũng rất to nhé các bác. Đây này. Vòng một vòng này nó phải được tầm độ 7 đến 8 cm đấy. Đây, cây to bằng những cái cành này to bằng ngón tay cái này. Đấy, những cái cây này chỉ có 500.000 một cây là bao ship. Đấy là một cây, hai cây. Còn nếu như các bác cứ lấy từ 10 cây trở lên thì em sẽ có cái giá tốt nhất. Các bác cứ nhắn tin qua Zalo cho em nhé. Đây là còn một số ở trên này nữa. Đang đi uốn. Cái loạt này thì là uốn một cái dáng rất là lạ. Thì sau đấy 2 đến 3 năm sau có kết quả thì em mới lại quay lên cho các bác nhé. Còn bây giờ quay sơ qua như này thôi. Vẫn để bí mật các bác ạ. Những cái cây này sau này sẽ là một tác phẩm rất là tuyệt vời đấy. Đấy. Này cây đây, em bây giờ em quay cây cho các bác này. Nếu như các bác mà lấy ấy, thì là cây nó sẽ cao được khoảng độ 50 cm, tán nó rộng 50 cm. Đấy, như ví dụ như cây này. Và gốc bên dưới của nó sẽ là như này. Này các bác. Đấy. Tán như này nó phân bố đều cành như này thì về các bác chỉ cần trồng lên chậu và cho nó rụng lá hết. Rụng lá xong rồi mình đi dây thép, mình uốn cây thôi như em này thôi. Hiện tại bây giờ em đang đi uốn đây thì cũng phải tuốt hết sạch lá. Đấy. Đây nhá, đều là những cái cây, nếu các bác lấy em sẽ chọn cho các bác những cái cây to như này này. Cao 50, rộng 50. Gốc đây. Đấy, gốc đẹp lắm các bạn. Gốc không bị sâu xia bệnh tật gì. Và cái loại này là em ghép sát gốc luôn. Khác gì cây gieo hạt. Đấy. Các bác nào
Sang năm năm nay thì đang là sang năm là năm nhuận đấy các bác ạ. Nếu như các bác mà uốn được từ năm nay được cái khung, xong rồi sang năm mình cắt một lần dăm, xong rồi mình hãm xử lý hoa thì là Tết sang năm sẽ là năm nhuận, thì các bác có sẽ có những cái cây đào các bác chơi Tết luôn. Đấy. Những cái loại này thì các bác cứ trồng chậu thoải mái thôi. Nhà có một không gian là có một cái không gian nho nhỏ thôi, tầm độ 2-3 m² thì các bác cũng trồng được 5-7 chậu rồi. Thì vừa trồng vừa uốn, sau này có kinh nghiệm thì mình làm nhiều hơn. Còn các bác ở phố thì mua 1-2 cây uốn tặng bạn. Đấy, Tết đến có cây đào, có khách đến lại tặng cũng hay. Mà mua số lượng nhiều thì giá nó cũng rất là hợp lý thôi, đủ công chăm sóc của em thôi. À, các bác nào có nhu cầu liên hệ với em nhá. Rồi cái video này em xin kết thúc tại đây nhá. Em quay ngắn lên đây thôi. Rồi em xin chào toàn thể các bác.